Nơi đâu? Cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6, em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chữ đầu đến từ thương hiệu của Pure, model của nó là PD7070. Model này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Mắt đọc rất là tốt, chất âm của nó rất tuyệt vời mà giá thành thì rất là bình dân thôi. Chẳng qua là cái thương hiệu cho nên là nó không được giá những chiếc đầu Sony chẳng hạn. Thì chiếc đồng này nó được sản xuất năm 1987 với giá xuất xưởng của nó là 59.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và nó đảm bằng giá xuất xưởng của chiếc đầu Sony 27 và 28 của Sony, nhưng mà giá thì bây giờ nó rẻ hơn cả triệu đồng. Và nó sở hữu cái xoay ngang của nó là 42 cm, chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó 31,5 cm. Và nó nặng là 5,7 kg. Mặt nhôm phay được sơn màu đen, đồng hồ quát hiển thị sáng rõ. Mắt đọc thì được mắt đọc có 3 chùm tia và Bueller rất là bền, ổn định và không ken đĩa. Đấy. Còn phần chip giải mã của chiếc đồ này thì trang bị đến 3 con chip giải mã. Trong đó có 2 con chip giải mã PCM56 nhé, 56 PG và một con SM5807 cho chất âm đều 3 giải chi tiết. Đấy. Các bác nghe được đa thể loại nhạc. Và tôi đây thì em cũng xin quay chi tiết cái phần ngoại hình và nội thất bên trong để các bác cùng chiêm ngưỡng. Về cái phần mặt tiền thì chiếc đồ này còn khá là đẹp nhé. Đồng hồ quát hiển thị sáng rõ này. Thì tuy nhiên nó đồng hồ quát hai lớp kính này. Hiện tại thì khi mình tắt đi mình sẽ nhìn rõ một cái như kiểu cái vết ố nhưng không phải đâu nhé. Đấy, nhìn lại đấy, khung này này. Bật lên thì nó bình thường. Đó. Nó không ảnh hưởng gì đèn quát cả. Ở đây nó có một cái vết dày nhẹ chấm nước sơn rồi. Ở phần lắp lưng giãn xi của nó khá đẹp nhé. Bên này khá đẹp. Phần cạnh trên của nó cũng đẹp. Trên của nó đây. Đây có một cái vết cắn nhẹ và đây có một cái cắn này, đây vết xước nhá. Phía sau model của nó là PD7070, điện 100V, công suất 11W. Đấy, cái series của nó thì có cái tem giấy đây đã bị bóc mất rồi. À, chiếc này trang bị thì một đường Kosan này dẫn dắt mạ vàng này, một đường cổng quang màu đỏ bình thường, một đường lốc sử dụng ra mạ vàng luôn. Ở đây cái nước gạt thì cũng nên đựng trò, còn không dùng thì tắt đi. Đấy. Phía sau thì có những vết ố do cái lớp mạ đồng mình sơn cái dàn liệu sơn khác lên thì cái ố này, nhưng mà phần bên trong thì nó không bị nhé. Đấy. Nó không ảnh hưởng gì cả. Và đây là phần nội thất bên trong. Đấy. Thất bên trong của chiếc này còn rất là mới rồi, máy móc thì giữ nguyên bản. Đọc tin ra máy luôn, toàn bộ là thân vỏ đều là mã đồng hết, bên trong nhìn này rất là đẹp đây này. Đấy. Ngoài của bên trong rất là đẹp luôn. Và đây là chiếc giải mã PCM56 đây, một con hai con và SM5807 nằm đây. Tụ nọc của nó là tụ nọc 2200 mi và 35V. Hai tụ này là 3600 3300 mi và 16V. Cơ chụp Bueller nguồn nguồn Bando rất là chất lượng. Đấy. Phần đáy của nó rất là đẹp luôn, tuy nhiên thì phần đáy phía dưới này thì nó có ố nhá, này ố này. Đấy. Nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và chức năng đồng hồ chiếc đồ này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đồ này trong tình trạng như vậy thì bên em bán đến mức giá là chỉ có 1 triệu đồng thôi nhé. 1 triệu đồng em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển được tiền, còn bác nào mà đặt cọc thì phải trả tiền ship giúp em. Đấy, trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra, nếu không may cái sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ cái tem niêm phong đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy tự mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, bên em hỗ trợ sửa chữa, nếu không may cái sản phẩm bị lỗi mà không tự sửa tiền phí thì có thanh toán giúp em. Và bên em cũng chỉ hỗ trợ sửa chữa món đồ bên em bán ra thôi, còn sản phẩm không phải của bên em bán ra thì bên em không hỗ trợ nhé. Đồ thì không ken đĩa rồi,
đầu tốt đĩa lồng xanh và đĩa sao chép, đĩa lồng vàng cũng như đĩa lồng trắng nhé. Rồi bên em thì về đều được thay dây cu loa này căn chỉnh hoàn hảo để các bác sử dụng từ đĩa phô lô trở lên. Còn Nhật thì họ chỉ dùng đĩa lồng trắng thôi, lượng rồi đây phô lô đây. Còn đĩa chép thì không bao đâu nhé, có lưu ý vấn đề này giúp em. Đấy, đã nhận đĩa. Các bác cho tay phone vào để em thưởng thức ạ. Mặt đọc cực tốt nhé. Hãy subscribe.
tay đọc. Em xin phép được dừng video test tại đây. Thì trước độ này bên em bán đến mức giá là 1 triệu đồng, em bao ship toàn quốc cho bạn nào chuyển được tiền, bạn nào đặt cọc thì trả tiền ship cho em. Chiếc đầu này mà đẹp ấy, thì giá tầm 1,8-2 triệu đồng thôi nhé. Bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp em, mua số máy 0703 239 em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.